Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay nối lọc nước của máy lọc nước nhé. Đầu tiên các bạn khóa nguồn nước vào. Khóa cái tên chia máy lọc nhé. Khóa vào. Sau đó rút điện. Con này đấy rồi. Các bạn nên khóa cái bàn này nhé. Để tí thay xong mình xả nước nhé. Khóa bàn này nhé. Bắt đầu ta tháo quả lọc xuống. Lọc xuống ai? Nếu chặt quá các bạn nhé, thì nên khóa này nhé. Đây, nhẹ nhàng nhất này. Không bình thường hay hai bàn tay nữa nhé. Rồi, ok, còn số 3. Rồi, mình sẽ đọc số 1 này. Lọc bông, quá là bẩn. Ở đây mình giới thiệu qua các bạn máy lọc này nhé. Đây nói số 2 này là than lọc tính này, số 3 là than lọc tính này, và số 2 này là dạng cục, số 3 là dạng dẹt này nhé. Ok, giờ ta tiến hành lắp nhé. Mặt tạm này. Nước vào này các bạn này, đấy, bắt đầu có một chút nước ra là sẽ bằng sạch. Vặn nước không ra thì thôi nhé, đừng vặn chặt quá là không có bị e khí, là không lọc được nước đâu các bạn.
nước bây giờ đang không ấy cho các bạn bằng tháo vòi nước này, xả nước đi, là máy nó sẽ học. Đó, nó khi được ta có lệnh là cái máy bơm này sẽ bơm nước này, đấy. Nước nó qua quả số 2 rồi các bạn. Máy thay rất đơn giản nhé. Các bạn bên mình thì chuyên máy lọc nước nhé, bình lọc này, bơm nước này, nguồn, nói chung là về các phụ kiện bên máy lọc này, các bạn cần mua hay thay thế gì thì liên hệ nhé, số điện thoại là 0989336283 nhé. Các bạn đăng ký kênh của mình nhé, sau đó mình sẽ giới thiệu một số về bệnh về máy lọc nước này, các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn.